ta chuyển sang bài tiếp theo. Đọc đoạn văn sau và thực hiện những yêu cầu ở dưới. Hoạt động. Một. Đọc đoạn văn sau. Và thực hiện những yêu cầu ở dưới. Cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc. Cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày mới chậm. Những sinh hoạt của ngày mới đã bắt đầu. Chấm trong rừng phải chim chóc hót kéo von. Chấm. Trong rừng phải này. Chim chóc hót kéo von. Chấm thanh niên lên dãy. Thanh niên lên dãy. Chấm phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Chấm này. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Chấm em nhỏ vui đùa trước nhà sàn. Chấm các cụ già trụm đầu bên những che rượu cần. Chấm này. Các cụ già trụm đầu bên những chum rượu cần. Chấm. Xác định
chủ ngữ trong câu. Yêu cầu thứ nhất là xác định chủ ngữ. Xong câu văn trên. Xong đoạn văn trên nhé. Các bạn đọc và xác định chủ ngữ nhé. Lát nữa mình sẽ bây giờ chúng ta giải lao một chút thì các bạn xác định chủ ngữ trong cái đoạn văn này. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn nhé. Thank you.
chúng ta tiếp tục nhé. Thì ở đây chúng ta xác định này, cái xin lỗi các bạn là mình có một việc hơi lâu một chút. Chúng ta xác định chủ ngữ này, cả thung lũng như một bức tranh thủy mặc, những sinh hoạt của ngày mới đã bắt đầu trong rừng. Ở đây trong rừng này, chim chóc chính là chủ ngữ đúng không ạ? Hát hót véo von, thanh niên, thì ở đây thanh niên chính là chủ ngữ đúng không ạ? Thanh niên lên dãy, phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước, thì ở đây chỉ phụ nữ chính là chủ ngữ đúng không ạ? Em nhỏ vui đùa trước nhà sàn, thì ở đây từ em nhỏ chính là chủ ngữ. Và các cụ già, thì các cụ già ở đây chính là chủ ngữ đúng chưa ạ? Chúng ta rõ chưa ạ? Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Bài tiếp theo đó là đặt hoặc động học. Đặt câu kiểu ai làm gì. Đặt câu kiểu ai làm gì. Với các từ ngữ sau làm chủ ngữ hoặc chấm này. Với các từ ngữ sau làm chủ ngữ a nhỏ này, các cô nông dân, các cô nông dân chấm 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 b này, các bạn học sinh, chấm 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 c là chú lái máy cày, chấm à. D này, đàn chim bay lượn, thì bây giờ chúng ta sẽ đặt câu kiểu ai làm gì để tiếp vào. Các cô nông dân đang làm gì ạ? Dân đang gặt lúa ấy. Đúng không ạ? Hoặc là có thể các cô nông dân đang cấy rau, hoặc là các cô nông dân đang cấy lúa, trồng lúa, hoặc là trồng ngô đúng không ạ? Đấy là cái câu kiểu với các từ ngữ chủ ngữ là các cô nông dân đúng không ạ? Đây là chủ ngữ là các cô nông dân này, chủ ngữ này. Thì câu kiểu đang làm gì thì là đang gặt lúa đúng không? Đấy. Hoặc là các bạn học sinh, các bạn học sinh ở đây chính là chủ ngữ. Vậy chúng ta đi tìm câu kiểu các bạn học sinh đang làm gì. Tụi các bạn học sinh tung tăng
trên sân trường. Hoặc là các bạn học sinh đang học bài đúng không ạ? Đang làm gì đúng không? Làm gì? Hoặc có thể là các bạn học sinh đang làm gì? Đang chơi đúng không? Các bạn học sinh đang chơi. Đấy cũng là một cái câu kiểu. Tiếp theo là chú lái máy cày. Thì chú lái máy cày ở đây chính là thuật ngữ chúng ta đi tìm câu kiểu ai đang làm gì. Chú lái máy cày đang cày ruộng đúng không ạ? Hoặc là chú lái máy cày đang làm gì? Đang thử máy hoặc là đang cày lúa đúng không? Hoặc là cấy lúa này chẳng hạn. Đấy. Chính là những cái câu kiểu ai làm gì. Tiếp theo là đàn chim bay lượn. Thì đàn chim ở đây chính là chủ ngữ này. Chúng ta đi tìm cái câu kiểu ai làm gì. Thì đàn chim bay lượn trên bầu trời. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo, ta có một câu tiếp theo. E này. Bố. Chú lái xe. Chú lái xe tải chấm 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 ép này. Chú công nhân chấm chấm. Thì cái câu chúng ta tìm ở đây, chú lái xe tải thì đang làm gì? Đang lái xe chở cát đúng không ạ? Đúng chưa ạ? Chú lái xe ở đây chính là chủ ngữ. Tiếp theo chúng ta chú công nhân. Thì chú công nhân đang làm gì? Chú công nhân đang xách vữa. Chú công nhân đang xây nhà. Đang xây nhà. Hoặc là chú công nhân đang làm gì? Đang đóng gạch này. Chú công nhân đang chát tường này. Hoặc là chú công nhân đang xách vữa chẳng hạn. Đấy, có rất là nhiều những cái câu nó tương tự như thế này. Thì khi mà có chủ ngữ rồi thì chúng ta sẽ đặt được cái câu kiểu như là ai làm gì này, ở đâu này, đúng không? Ai làm gì, ở đâu, như thế nào. Khi mà chúng ta đã có cái chủ ngữ này rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng xác định, đúng không ạ? Dễ dàng xác định cái câu kiểu ai làm gì. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo, đó là bài tiếng Việt.
Phần thứ nhất là ghi nhớ, bài tiếng Việt là ghi nhớ này. Một là câu kể, còn gọi là câu trật thuật ấy. Gọi là câu trật thuật. Là những câu dùng để kể. Là những câu về sự vật, sự việc. Thì cái ví dụ nói về kể này, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc, thì ví dụ như là chúng ta kể về cô giáo của em này, hoặc là kể về ông bà bố mẹ, hoặc là kể về cái cuộc đi chơi hôm nay chúng ta đi dã ngoại chẳng hạn. Ví dụ như là kể về ông bà này, ông bà thì ông bà của em như thế nào. Ví dụ như ông bà của mình thì là rất là yêu quý ông bà của chúng em, thì rất là yêu quý chúng em. Đấy là kể về một cái sự sự việc, đấy là ông bà này, ông bà rất quý em, thường đưa em đi chơi vào cuối tuần đấy. Hoặc là tả lại, đấy là mình giới thiệu về ông bà này, hoặc là kể về một cái việc là hôm nay em được bà đưa đi chơi ở công viên, cô ở trong công viên thì có công viên thủ lệ chẳng hạn, có những con thú này, hoặc là đi chơi công viên nước, hoặc là đi chơi ở Yên Bái thì có viên con này, em được bố hoặc mẹ cho đi chơi viên con, đi siêu thị vân vân. Đấy là kể lại. Hoặc là tả thì có thể là ví dụ như là chúng ta tả cô giáo của em chẳng hạn, hoặc là tả về con vật ở trong gia đình em. Thì chúng ta học văn ấy, chúng ta đã biết cách tả chưa ạ? Biết rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta có thể dễ dàng tả, ví dụ tả về con mèo chẳng hạn. Ví dụ như là nhà em có một con mèo, nó tên là gì đấy, hoặc có thể tên là Miu, hoặc tên là Bố. Nó có bộ lông trắng rất xinh xắn đúng không, và nó có bộ vuốt rất dài, có đôi mắt rất đẹp, em rất yêu quý chú mèo của nhà em. Đấy là cái tả về một cái sự vật hiện tượng nào đấy. Gạch đầu dòng thứ hai là nói lên ý kiến hoặc tâm tư tình cảm của mỗi người. Nói lên ý kiến hoặc tâm tư
của mỗi người. Cái nói lên ý kiến này, lên ý kiến hoặc tâm tư tình cảm của mỗi người thì ở trong cái ý này là như thế nào, là ví dụ như là nói lên cái ý kiến của mình là ví dụ này, ví dụ hai bạn chơi nhau kể chuyện cho nghe, tớ rất thích ăn bánh mì chẳng hạn, tớ rất thích ăn gà rán nhưng mà bố mẹ tớ không cho tớ đi ăn nhiều bởi vì sao, bởi vì tớ béo chẳng hạn, hoặc là bởi vì bố mẹ tớ không có nhiều thời gian, hoặc là tớ rất thích ăn bim bim nhưng bố mẹ tớ không cho tớ ăn bởi vì bố mẹ nói rằng bim bim không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Đó là nói lên ý kiến hoặc là tâm tư tình cảm, đó là cái tâm tư của mình, ý kiến của mình, hoặc là ví dụ đưa ra cái ý kiến là hôm nay bạn có đi chơi ở đâu không, rồi có ý này, đấy là cái ý kiến mà nói ra, đúng không ạ? Và cái quấy câu kể thường có dấu chấm. Cái thứ hai là quấy câu kể. Quấy câu kể. Thường có dấu chấm. Ví dụ này. Nó lại là ví dụ này. Hôm nay mẹ tớ đưa tớ đến trường. Hôm nay mẹ tớ đưa tớ đến trường. Chấm. Sau đó câu kể này thường có dấu chấm. Sau đó chúng ta sẽ nói tiếp đến câu tiếp theo, đúng không ạ? Cùng mẹ rửa bát đĩa. Em cùng mẹ
rửa bát đĩa. Chấm. Đây hết một câu kể tiếp theo. Chấm. Sau đó em học bài. Sau đó em học bài. Phải đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Chấm. Đó là hết một câu kể tiếp theo. Đấy. Thì chúng ta đã rõ về cái câu kể chưa? Chúng ta đã rõ về cái câu kể chưa nhỉ? Đây là cái ví dụ về kể tả hoặc giới thiệu về sự vật đấy. Đây là cái câu, cái ví dụ là kể tả giới thiệu về sự vật, sự việc. Đấy, cái ví dụ tiếp theo là nói lên ý kiến hoặc tâm tư tình cảm của mỗi người. Thì là đây, cái ví dụ tiếp theo là em có một chiếc bút lục màu hồng. Em có một chiếc bút lục. Chấm này, lắp bút. Có một chiếc cài bằng nhựa. Màu trắng rất đẹp. Chấm. Đó là hết một câu tiếp theo. Mình xóa cái phần này nhé. Đấy là cái phần ví dụ về kể tả hoặc giới thiệu về sự vật hiện tượng. Thì đây, phần thứ hai chính là cái việc nói lên ý kiến hoặc tâm tư tình cảm của mỗi người. Thì đây chính là tâm tư tình cảm.
nó chính là cái phần nó nhân tâm tư tình cảm. Còn về ví dụ và tiếp theo là câu cuối. Đây là phần giới thiệu, xin lỗi, đây là phần giới thiệu, còn nói lên tâm tư tình cảm. Ví dụ tiếp theo là nói lên tâm tư tình cảm này. Ví dụ như là em nghĩ rằng tình bạn rất cần thiết với mỗi người. Chấm này. Nhờ có bạn em thấy cuộc sống vui hơn. Nhờ có bạn em thấy cuộc sống vui hơn. Chấm. Không có thành em để trả lời suốt nhé. Thank you.
chơi, phải học hành. Đây là những cái ví dụ nói về ô kể đó, là kể nhân tả hoặc là giới thiệu về một cái sự vật, hiện tượng. Đấy là một cái sự vật này, hiện tượng này, và nói lên ý kiến hoặc tâm tư tình cảm của người. Thì cái ý kiến này, tâm tư tình cảm này, thì em nghĩ rằng tình bạn rất cần thiết với mỗi người, đúng không ạ? Tình bạn rất cần thiết đối với mỗi người. Thì đó chính là cái tâm tư tình cảm của mình. Và quấy mỗi câu kể thì đều có một cái dấu chấm, đúng không? Đây, ví dụ này, hàng ngày sau khi đi học về phải em giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chấm. Đấy là hết một câu kể và chúng ta sẽ có một dấu chấm ở cuối câu. Sau đó chúng ta tiếp này, cả nhà ăn tối xong em cùng mẹ rửa bát đĩa. Phải ở đây nhé. Cả nhà ăn tối xong em cùng mẹ rửa bát đĩa. Chấm. Đúng không? Đây là hết một câu rồi. Câu này đã chuyển sang câu thứ ba đó là sau đó em học bài phải đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Chấm. Hết câu, đúng không? Đây là cái câu kể. Đây là kể về một sự vật hiện tượng. Còn cái ví dụ thứ hai đó là tả về cái chiếc bút màu hồng, đúng không? Bạn này có một cái chiếc bút màu hồng, đúng không? Và bạn ấy đang tả về cái chiếc bút của mình với cái tâm tư là rất là yêu quý này, đúng không? Bởi vì là chiếc bút này rất đẹp nên là bạn ấy rất là yêu cái chiếc bút của bạn ấy, nên là bạn ấy tặng về cái chiếc bút của bạn ấy. Nó có màu hồng này, nó dài bằng gần một gang tay của em. Nắp bút có một chiếc cài bằng nhựa màu trắng rất đẹp. Chấm. Hết một câu kể, đúng không? Thân bút, chuyển sang thân bút này. Thân bút có khắc dòng chữ bút luyện chữ đẹp. Chấm hết câu, đúng không ạ? Đấy là cái câu kể. Đấy, câu kể kể về, miêu tả về một cái chiếc bút, giới thiệu về một cái chiếc bút màu hồng, chiếc bút mực ạ. Và một cái ví dụ tiếp theo ở đây chính là nói về tâm tư tình cảm của bạn ấy, nói về tình bạn, đúng không? Nói về tình bạn này. Em nghĩ rằng tình bạn rất cần thiết với mỗi người. Chấm. Em nghĩ rằng
tình bạn rất cần thiết với mỗi người. Chấm này. Chuyển sang câu tiếp theo đó là gì? Nhờ có tình bạn em thấy cuộc sống vui hơn. Nghĩa là nhờ có bạn em thấy cuộc sống vui hơn. Chấm. Bạn cùng em vui chơi này, phải học hành. Chấm. Chấm này. Tiếp là gì? Bạn giúp đỡ em khi gặp khó khăn. Chấm. Cũng là một câu kể đúng không? Đấy là cái cách, đây là cái cách nói lên tâm tư tình cảm này. Các bạn đã rõ về cái câu kể chưa? Đấy là câu kể. Đấy là về cái phần câu kể. Câu kể ai làm gì? Số 3 nè. Chuyển sang phần số 3 nè. Câu kể thường gồm hai bộ phận. Cái bộ phận thứ nhất là chủ ngữ. Chúng ta đi vào bộ phận thứ nhất là bộ phận thứ nhất là chủ ngữ. Làm gì này? Là câu hỏi làm gì? Trả lời cho câu hỏi làm gì? Thì các bạn mà đặt câu hỏi đi nhá, lát nữa mình sẽ nói thêm.
một hai bộ phận. Đấy, thì làm ví dụ thứ nhất, ví dụ này, mẹ em đang gặt lúa, mẹ em đang gặt lúa. Công viên chấm đấy.
Thì cái vị nữ ở trong câu kể ai làm gì nêu lên cái hoạt động của con người đúng không? Hoạt động của con người ở đây là gì? Em học bài rất sớm, đó chính là hoạt động của con người đúng không? Hoặc là bố em đưa em đi ăn kem ở công viên. Chuyển sang bài tiếp theo. Bài tiếp theo thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách mở bài. Thì cách mở bài có hai cách mở bài, đó là cách mở bài trực tiếp và cách mở bài gián tiếp. Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo. Ở trường bạn học là người bạn thân thiết của em, như thế có được không ạ? Mở bài trực tiếp nè. Ở trường
đợi chút mình đi lấy cái bút khác nhá. Người bạn à, bạn học là người bạn thân thiết của em. Phải bạn học là người bạn thân thiết của em. Đấy là cái cách mở bài trực tiếp. Thế còn cách thứ hai đó là mở bài gián tiếp. Hai nhỏ là mở bài gián tiếp. Mở bài gián tiếp của chúng ta ở đây là như nào ạ? Mỗi khi đến năm mới, mẹ lại sắm cho em rất nhiều đồ dùng học tập. Đồ dùng học tập. Chấm này. Một hôm mẹ đưa em đến cửa hàng và chọn cho em một chiếc bàn học. Cửa hàng mộc chấm này. Và chọn chấm chiếc bàn học đã gắn bó với em. Chấm này. Chiếc bàn học
đã gắn bó với em suốt mấy năm qua. Chấm. Bây giờ em sẽ kể về chiếc bàn học này nhé. Bây giờ em sẽ kể về chiếc bàn học này nhé. Chấm. Thì đây là cái phần mở bài trực tiếp, thì chúng ta chỉ có là ở trường này, bạn học là người bạn thân thiết của em, thế thôi đúng không ạ? Thì đấy là cái cách mở bài trực tiếp. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn. Thế còn mà cái mở bài gián tiếp thì đây chúng ta sẽ nói về vì sao mà chúng ta lại có một chiếc bàn học mới này, hoặc là khi nào thì chúng ta được mua một chiếc bàn học mới. Thì như bạn này, bạn ấy kể là mỗi khi đến năm mới, tức là năm học mới ấy, mẹ lại sắm cho em rất nhiều đồ dùng học tập. Thì trước khi đi học thì các bạn cần phải sắm đồ dùng học tập không? Có đúng không? Bạn nào cũng được sắm đồ dùng học tập này. Thế nhưng mà nhiều khi thì bàn học thì cũng có những bạn là sử dụng lại của các anh chị lớn đúng không? Hoặc là được cho. Đấy. Thì một hôm mẹ đưa em đến cửa hàng Mộc và chọn cho em một chiếc bàn học. Thực ra thì bây giờ nó có rất là nhiều các loại bàn như là bàn nhựa này, ở những đồ hàng nhựa đúng không? Hoặc là người ta bán sẵn. Rất là nhiều cửa hàng siêu thị có rất là nhiều bàn học đúng không? Chiếc bàn học đã gắn bó với em suốt mấy năm qua. Thì tức là một chiếc bàn học thì chúng ta có thể dùng mấy năm. Đấy, bây giờ em sẽ kể về chiếc bàn học này nhé. Thì đây chính là phần mở bài cho cái phần chúng ta sẽ đi vào, chúng ta kể về cái bàn học này. Đây chính là cái phần mở bài đúng không? Khi mà đến năm học mới ấy, thì chúng ta cần phải sắm rất là nhiều đồ dùng học tập. Thế nhưng mà riêng chiếc bàn thì không phải năm nào chúng ta cũng phải sắm đúng không? Có thể là nếu như mà gia đình nhà bạn nào có điều kiện thì chúng ta có thể sắm cái chiếc bàn nó lớn hơn, bởi vì khi mà các bạn lớn hơn thì chúng ta có thể dùng những chiếc bàn học nó to hơn, đúng với cả cái lứa tuổi của chúng ta này, đúng với cả cái thân hình của chúng ta cao lớn hơn thì chúng ta có thể sử dụng cái bàn lớn hơn đúng không? Hoặc là cũng có thể có những bạn khi mà còn nhỏ thì bố mẹ chúng ta tiết kiệm một chút thì bố mẹ sẽ sử dụng cho chúng ta những cái bàn lớn luôn, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được vài năm đúng không? Hoặc là khi chúng ta không sử dụng được nữa thì chúng ta có thể cho anh em bạn bè hoặc là để lại cho em chúng ta dùng đúng không? Đấy là hai cái cách mở bài khi mà chúng ta tạo về một cái sự vật hiện tượng nào đấy. Thì tương tự như thế này thì ví dụ như là có một bài văn tả về chiếc bàn học thì chúng ta có thể lấy đây là một cái sườn để chúng ta viết văn của
khi mà các bạn đưa vào viết bài của mình ý, thì chúng ta biến nó thành cái của mình, chứ chúng ta đừng có bê tất cả cái này mà đặt vào trong cái bài của chúng ta, đúng không? Đấy. Thì đây là một cái phần mà về thư mặt học thôi, hoặc là có thể như là chúng ta tả về một chiếc cặp sách chẳng hạn, hoặc là kể về một cái đồ chơi, hoặc là một cái quyển vở, quyển sách, hay bất kể một cái gì đấy, chúng ta lấy đây là cái sườn, đúng không? Để chúng ta tạo ra một cái mở bài. Các bạn có thể là mở bài một cách trực tiếp, thế nhưng mà theo như mình ý, thì cái cách mở bài trực tiếp này nó hơi cộng một chút, nó không được lưu loát như là cái phần này, hoặc là cái câu văn nó không được cái câu văn nó không được mượt mà, nói cách mượt mà như cái phần thứ hai này, thì các bạn nên chọn cái phần thứ hai này để chúng ta mở bài. Với cái cách mở bài thứ nhất này thì chúng ta chỉ nên áp dụng với cái đoạn văn hoặc là câu văn thôi, chúng ta không nên áp dụng vào bài văn các bạn nhé, không nên áp dụng vào bài văn, bởi vì nó ngắn quá, nó không xúc tích, không nó chỉ là ngắn gọn thôi, dễ nhanh và dễ. Thế nhưng mà cái phần này thì nó mới lột tả được hết cái những gì mà chúng ta muốn nói, muốn diễn tả ở trong cái bài văn này, thì nó sẽ lưu loát và mạch lạc hơn. Xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm video hướng dẫn các bạn về bài logic học. Điểm chung của khái niệm 1. Đặc điểm chung của khái niệm. Các bạn đọc qua cho mình ở trong sách. Chúng ta đọc qua. Các bạn đọc qua cho mình nhé. Thứ nhất là đặc điểm chung của khái niệm. Lát nữa mình sẽ tóm tắt lại, tóm lược lại.
điểm chung của khái niệm đó là gì nhỉ? Đặc điểm chung của khái niệm. Như vậy, nếu xét về đặc điểm bản chất thì khái niệm là một hình thức logic của tư duy phản ánh những dấu hiệu bản chất khác biệt của các sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan. Khái niệm là sản phẩm của tư duy, là công cụ để nhận thức, là sự thể hiện thực hiện dưới dạng tinh thần tư tưởng. Đó. Thế thì cái đặc điểm chung của khái niệm ở đây là gì? Là một hình thức logic của tư duy, đúng không ạ? Là một hình thức logic của tư duy. Biệt của các sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan. Ví dụ như khái niệm là người cá, âm phủ, động cơ vĩnh cửu, còn khái niệm chân thực. Ở trong cái đặc điểm chung của khái niệm này thì nó chia ra làm có khái niệm giả dối và khái niệm chân thực. Thì khái niệm giả dối là những khái niệm phản ánh sai lệch hoặc xuyên tạc những đặc tính của bản chất khác biệt của các sự vật hiện tượng, ví dụ như khái niệm người cá, âm phủ, động cơ vĩnh cửu. Còn khái niệm chân thực là những khái niệm phản ánh đúng đắn, chính xác các đặc tính bản chất và khác biệt của các sự vật hiện tượng. Chúng đóng vai trò là những tế bào, những viên gạch xây dựng nên các bộ môn khoa học, tạo nên những điểm nút trong màng lưới nhận thức của con người. Vì vậy, trong hoạt động nhận thức thì đặc biệt là trong hoạt động dạy và học, phải chú trọng đến việc hình thành, hoàn thiện và sử dụng các khái niệm khoa học. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai, đó là hình thức ngôn ngữ thể hiện của khái niệm. Hai nhỏ là hình thức ngôn ngữ thể hiện của khái niệm. Các bạn đọc qua cho mình nhá, lát nữa mình sẽ tóm lược lại. Thank you.
các bạn đọc rồi tóm lược cho mình luôn nhá. Lát nữa mình sẽ nói qua về cái hình thức ngôn ngữ thể hiện của khái niệm. Cái đặc điểm chung của khái niệm thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình là một hình thức logic của tư duy phản ánh những dấu hiệu bản chất khác biệt của các sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan. Đấy, phần này các bạn chỉ cần nhớ cho mình là như vậy. Và là hai phần, phần thứ nhất đó là khái niệm giả dối và khái niệm chân thực. Hình thức ngôn ngữ thể hiện của khái niệm thì khái niệm là hình thức logic của tư duy được xây dựng trên cơ sở thống nhất giữa hai bộ phận nội hàm và ngoại diên. Hai bộ phận này thì chỉ được mà diễn tả thông qua ngôn ngữ là từ, song không thể thay thế
Nội hàm và ngoại duyên của khái niệm bằng âm và nghĩa của từ, do đó không thể đồng nhất khái niệm với từ hay cụm từ, tuy nhiên giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau. Trong mối quan hệ đó thì khái niệm là nội dung này và đóng vai trò quyết định đối với từ. Tính quyết định của khái niệm đối với từ được thể hiện ở chỗ nội hàm và ngoại duyên của khái niệm. Đó chính là nội hàm và ngoại duyên này. Nội hàm và ngoại duyên. Giới thiệu trò chơi hoặc lễ hội ở quê mình. Bài làm. Chúng ta thì đang ở Yên Bái, mình thì đang ở Yên Bái thì mình sẽ giới thiệu về cái quê hương ở Yên Bái của chúng ta. Thì Yên Bái thì quê tôi ở Yên Bái. Bài làm quê tôi. Chúng ta viết thành một đoạn văn ngắn nhé. Quê tôi ở Yên Bái. Gần sông Hồng hiền hòa phải. Gần sông Hồng hiền hòa hàng năm sau Tết Nguyên Đán chấm này hàng năm sau Tết Nguyên Đán quê tôi thường tổ chức lễ hội đua thuyền.
trên sông Hồng. Rất nhộn nhịp và đông vui. Bây giờ chấm lại bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe về lễ hội này nhé. Chấm. Đây là cái phần giới thiệu về cái lễ hội ở quê mình. Đấy. Ví dụ như là ở Phú Thọ thì có lễ hội Đền Hùng vào ngày 10 tháng 3 đúng không ạ? Đấy là lễ hội không phải chỉ riêng của Đền Hùng của Phú Thọ mà là của lễ hội của cả nước. Đấy. Hoặc là các bạn ở Nghĩa Lộ, Mù Căng Chải đấy thì có lễ hội múa xòe, nó được tổ chức vào tháng 10 hàng năm. Tháng 10 dương ấy, thế còn lễ hội Đền Hùng thì nó là mùng 10 tháng 3 âm. Đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần giới thiệu về trò chơi. Thì trò chơi dân gian thì hầu hết như là ngày xưa các em nhỏ ở các vùng miền thì đều chơi chung một cái trò chơi. Có trò chơi gì nhỉ? Trò chơi kéo co này. Thì hầu hết các em nhỏ ở các vùng đều chơi cái trò đó. Thì chúng ta ở vùng nào thì chúng ta có cái đặc trưng của cái vùng nào thì chúng ta giới thiệu về cái trò chơi đặc trưng của cái vùng miền đó. Ví dụ như là ở quê mình thì có cái trò chơi nhảy lò cò hay là đánh đáo ấy. Các bạn có biết là cái con đáo mà được gấp bằng cái tờ giấy giấy trắng ngày xưa đi học á, cái quyển vở như thế này á, những vở viết hết của các anh chị lớp lớn hoặc là còn ông chưa chỉ sưu tập để mà gấp đáo thôi. Bây giờ thì mình cũng không nhớ rõ lắm là cái cách chơi như thế nào, nhưng mà gấp đáo á, có khi mỗi đứa phải một bọc to như thế này, túi 5 cân ấy, xong rồi cất đi để chơi. Đấy là cái trò chơi đánh đáo. Thì chúng ta có thể kể về cái trò chơi, giới thiệu về cái trò chơi như thế này. Quê tôi, đây là phần trò chơi nhé. Quê tôi ở Yên Bái. Chấm. Trò chơi quê tôi ở Yên Bái này, gần sông Hồng đúng không? Gần sông Hồng. Cách trung tâm thành phố Yên Bái 5 km. Chấm. Trò chơi mà chúng tôi thường chơi này. Trò chơi lúc
là trò chơi đánh đáo. Các con trai thì con trai thì có trò chơi bi này, chơi bi, chơi quay, chơi khăng. Còn con gái thì con gái thường chơi nhảy dây, chơi nhảy dây này, chơi chuyền. Chơi trốn tìm. Vâng, có rất là nhiều các trò chơi nữa đúng không ạ? Và sau mỗi dịp Tết Nguyên Đán, sau mỗi dịp Tết Nguyên Đán, tại cung thiếu nhi thường tổ chức các trò chơi này, các trò chơi này chấm. Đấy là hai cái hình thức, thứ nhất là giới thiệu về lễ hội, thứ hai là giới thiệu về trò chơi. Thì cái lễ hội này cũng được tổ chức sau Tết Nguyên Đán, và cái trò chơi này, các trò chơi dân gian cũng được tổ chức trong sau cái Tết Nguyên Đán, khi mà các bạn được học sinh thì được nghỉ học này, rồi những các bạn đi xa quê cùng bố mẹ xa quê làm ăn thì cũng được về quê đúng không? Thì chúng ta sẽ được chơi những trò chơi này và tham dự cái lễ hội này. Đấy. Thì đấy là hai cái đặc trưng nhất mình giới thiệu với các bạn. Ngoài ra thì còn có rất nhiều các ngày lễ hội khác nữa, như là lễ hội thả đèn lồng này. Vào ngày 15 tháng 7 hàng năm thì là sẽ có lễ hội thả đèn lồng ở ngoài sông Hồng. Và lễ hội múa rối. Đấy. Có rất là nhiều lễ hội. Thế nhưng mà hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một cái lễ hội này và cái trò chơi dân gian. Trò chơi dân gian thì hầu như là ở đâu cũng có. Có đúng không ạ? Cái này thì các bạn có thể về tự kể về cái giới thiệu về cái lễ hội này, trò chơi ở xung quanh chúng ta, các em nhỏ hay chơi, hay là những lễ hội mà chúng ta được tham dự đúng không ạ?